Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì mình đã test thử một vài cái món đồ mang từ cái hang động 500 á các bạn. Và mình thấy cái đường ray 500 này nè là một trong những cái khá là thú vị ha. Thế nên là hay là bây giờ mình sẽ thử tiến hành làm một cái đường ray mà nó sẽ chạy xung quanh cái nơi ở của mình nè, để những lúc mà mình muốn đi thăm những cái nhóc khủng long á, thay vì mình cúc bộ như vậy. Đó, mình sẽ leo lên cái đường ray và chúng ta sẽ đi vòng 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 ha. Mình nghĩ nó cũng sẽ rất là thú vị á nha. Ok, bây giờ thì mình đã có sẵn những cái đường ray rồi nè, nhưng mà hơi thiếu vật liệu xây dựng thôi, nên là mình sẽ lấy thêm một ít gỗ hoặc là một ít đá gì đó để mình làm cái đường ray nó cao cao một xíu các bạn. Như vậy thì ngắm khủng long nó mới đã được. A few moments later. Hiện tại tuyến đường ray xung quanh nơi ở của mình đang được thi công cỡ 20% đầu tiên các bạn ạ. Và chúng ta sẽ test thử coi coi nó hoạt động có ổn không. Hiện tại thì mình đã xây cho nó cái đường ray cơ bản rồi. Nè, cũng tương đối là ok các bạn ạ. Đấy. Lộ trình á, thì bắt đầu từ cái ở của mình ha. Sau đó chúng ta sẽ có một cái tuyến đường dài qua đây để chúng ta tham quan được cái khu vườn nơi mà những loài khủng long to lớn nè. Sau đó đi hết một vòng đúng không, sẽ bay qua cái nơi ở của mình và đi tới chỗ của cá sấu cổ đại các bạn. Ê, với lại một số loài vật hung dữ khác nha, ở hướng này. Rồi mới vòng qua cái khu vườn những loài động vật thân thiện. Đó, rồi từ đó mới dài tiếp lại cái khu vực biển ha. Kế hoạch của mình là như vậy. Và mình thấy cũng tương đối là ổn á các bạn ạ. Ok, bây giờ đi chiều ngược lại thì hình như không được các bạn ơi. Cái này là đường ray một chiều nha. Chiều ngược lại thì nó không đủ trớn á. Nhưng mà làm sao, khởi đầu như vậy mình thấy cũng khá là ổn rồi đó. Để bây giờ mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái phần còn lại của tuyến đường ray này ha. Rồi chúng ta sẽ trải nghiệm cùng nhau xem kết quả như thế nào. Và cuối cùng, hệ thống đường ray của mình đã tới lúc khánh thành rồi các bạn à. Cái này thì nó cũng tương đối là dài đó, thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một vòng trước ha. Ok, bắt đầu thôi các bạn ơi. Cái này thì hồi nãy chúng ta đã test rồi ha. Và khu vực đầu tiên mình sẽ tham quan đó chính là chỗ của mấy cái loài khủng long to lớn nè các bạn. À, hiện tại thì lúc đầu chỗ này nó còn rộng rộng các bạn ạ. À. Ê, cái gì? Ôi, mình lọt đường ray à. Really nigga. Nãy là nháp nha. Giờ mới thiệt nè. Ok. Hả? Nó mượt hơn rồi đó các bạn. Ok, hết lọt rồi. Chỗ này thì bây giờ nó cũng đã dần chật rồi ha. Chắc tại là do có những loài khủng long rất là to lớn á các bạn à. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tới khu vực tiếp theo. Đó chính là chỗ của cá sấu cổ đại, nhưng mà hiện tại thì đang FA ha. Mình chưa có kiếm thêm cá sấu cổ đại cái cho em kia nữa. Nhưng mà không sao, từ từ rồi cũng sẽ có thôi. Alright, vậy là chúng ta ơi, còn cái chỗ của mấy nhóc khủng long thân thiện nữa kìa. Ê, cái em kia đang nhìn mình kìa các bạn. À, vậy là xong rồi. Chúng ta là hết cái khu vực gần nhà. Bây giờ sẽ là một cái tuyến đường ray rất là dài luôn, để nối từ khu vực nơi ở của mình dẫn tới cái chỗ con thuyền cạnh khu vực hồ mà chúng ta nuôi rắn cổ đại cũng như là Dunkleo Steus á. Cái đường này thì nói chung thì băng qua vách núi các thứ mình thấy cũng khá là đẹp đó các bạn ạ. À. Và trước mặt kia rồi, chúng ta đã tới khu vực hồ để nuôi những loài động vật cổ đại sống dưới nước ha. Hiện tại thì mình vẫn chưa có thuần hóa thêm được Dunkleo Steus các bạn ơi. Nên là khu vực ở phía dưới nó đang khá là trống luôn á. Ồ. Hey, không biết là mình có nên đi kiếm thêm Dunkleo Steus để vô trong không nữa. Mình nghĩ chắc là nên đó các bạn ạ. Ok, tới đây thì mình sẽ bị rớt xuống ha. Ủa, bộ kỹ ta. Có rớt sai sai nhỉ. Đáng lý ra nó phải xuống đây chứ kìa. Để nó coi. Ê, ê, ê. Rồi luôn. Cuốc bộ vậy luôn. Thiệt cái tình á. Nhưng mà chỗ này mình tiếc. Thiệt luôn á, cái chỗ này kiểu nó rộng quá mà ít sinh vật sống bên trong các bạn. Nhìn nó cứ trống trống kiểu gì á. Nó không có xum xuê giống như mấy chỗ khác của mình ha. Thôi không sao, từ từ mai mốt mình tìm được những loài nào mà thích hợp thì mình sẽ cho vô khu vực hồ rộng lớn này. Còn bây giờ thì để mình cúc bộ về cái các bạn ơi. Mình mất cái xe mỏ rồi. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Root cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok.
Ở những tập trước á thì mình chưa có làm được cái nơi ở cho hổ răng kiếm các bạn à. Thế nên là hôm nay mình đang tính là làm một cái khu vực để cho hổ răng kiếm có thể sống thoải mái các bạn à. Và mình đang tính là tận dụng cái chỗ băng ngoài kia kìa. Đó 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 đó. Mình sẽ làm cái nơi ở cho hổ răng kiếm ha. Mình thấy đó cũng là một ý khá là hay ấy các bạn ơi. Ok, bắt tay vào xây dựng luôn thôi. Tạm thời khu vực của hổ răng kiếm sẽ bự khoảng như vậy á các bạn. Nói chung thì cái vòng này cũng tương đối rộng. Đa số là ở đây sẽ có băng á. Mới mốt băng này tan thì mình có thể thay bằng những cái băng ở dùng băng nén á các bạn. Băng xanh đồ các thứ. Nó sẽ đỡ tan hơn á. Tiếp theo thì mình vẫn sẽ xây những cây cột rồi sau đó lắp thủy tinh vào các bạn. Cho nó đồng bộ với khu vực bên kia ha. Chỉ khác cái phần viền thôi. Đó là mình sẽ xây bằng những cái loại đá màu tím tím đây nè. Cho nó đặc biệt một xíu. Và chắc chắn là không thể thiếu sự xuất hiện của những cái Amberson ha. Ok, khu vực này tạm thời tương đối là sáng sủa rồi đó. Bây giờ thì mình có thể lắp thêm vài cột ở trên kia chẳng hạn. Alright. Rồi, chỗ này là bao sáng luôn. Đi dẫn mấy em hổ đang kiếm vô ở thôi các bạn. Bữa giờ phải để mấy nhóc này ở một nơi khá là chật chội rồi. Rồi, đi ra đi. Ok, còn một nhóc này nữa. Đây nha, thả ra nè. 1, 2, 3. Ok. Ui, ai, ai, ai. Cái gì đây, mới thả ra mà đã cắn mình rồi. No. Yêu. Đừng cắn nữa. Hung dữ quá các bạn, chắc là giận mình cái tội mà nhốt ẻm quá lâu á các bạn ơi. Kỳ cục ha. Nhốt người ta quá trời lâu rồi, bảo sao không giận cho được. Hình như mình đặt lộn thùng các bạn ơi, hai thùng này mới đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok, ok. Cả gia đình hổ răng kiếm đã được ra cái môi trường nó rộng rãi hơn rồi các bạn ạ. Chắc là đang dần làm quen á. Ok. Rồi mình sẽ ở trên này mình để thịt xuống á. Cái gì cho mấy em ăn. Rồi, tạm thời khu vực này cũng đã xong các bạn ạ. Và tính ra nó cũng gần cái chỗ ở của mình phết á. Nên là cứ lâu lâu mình qua đây mình thăm rồi cho mấy em ăn cũng được ha. Rồi, tạm ổn. Vậy là công việc ở nhà đã xong rồi đó. Bây giờ chắc chúng ta có thể sẵn sàng để lên đường và khám phá được rồi các bạn ạ. Ở tập trước á, thì mình có mang theo Atla Titan. Thế nhưng mà mình không có thể nào mà cho Atla Titan ra trận chung với mình được ha. Thế nên là hôm nay mình sẽ dẫn Atla Titan đi theo mình chung một ngày nữa. Và chúng ta sẽ trở lại hang động nguyên thủy, nơi mà mình tìm được Atla Titan luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ săn thêm Heavy Ball các bạn ạ. Chủ yếu là mình muốn triệu hồi lại boss trong cái ngọn núi lửa. Và chúng ta sẽ săn thêm những cái được gọi là Tectonic Shark á các bạn. Với cả là mình cũng muốn thử lần này mình sẽ solo 1-1 với khủng long cực mạnh đó, mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của mấy cái bé khủng long nhà mình thì sao. Để coi sức mạnh của mình tới đâu các bạn. Chứ bữa giờ hầu hết là mình lệ thuộc vào sức mạnh của khủng long luôn á. Thiệt sự. Ok, giờ thì mình qua đây mình mang Atla Titan vô trong cái đó. Anh Long, chuyến đi này tôi sẽ trở lại đó và đích tay tôi sẽ trả thù cho anh nha. Thì rồi mình sẽ dẫn thêm một nhóc khủng long bay nữa các bạn. Tại vì hiện tại mình mà cuốc bộ tới chỗ đó thì nó hơi xa, nên là mình sẽ nhờ một nhóc khủng long bay ha, để dẫn mình tới đó cho nó mau các bạn. Bộ anh Long kia cũng muốn đi theo mình lắm hay sao thôi. Thôi, đi theo tôi là giống anh Long trước đó đó. Rồi, lâu lắm mới trở lại đây nha. Cũng mấy ngày rồi đó. Ok. Và việc đầu tiên mình cần làm đó chính là chúng ta sẽ thu gom. Ok. What the heck? Ủa sao tự nhiên mấy cái nhóc chim nó lại bay theo mình ta? Ôi đừng nói là cái đàn khủng long bay lần trước mà mình thuần hóa nha. Ủa mình ấp nở nha, mình vô tình làm mẹ khủng long á các bạn. Phải không nhá? Ui. Hay là mình đang quê sể ta? Từ từ. À mình quê sể rồi các bạn. Quê. Đây. Ê khoan, từ. Hình như ở nhà mình chị Long vẫn còn đang FA. Ồ, đúng rồi. Tạm thời mình sẽ cho chim bay theo mình ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ lấy thêm một cái thùng nữa. Việc của mình bây giờ là vụ Tremosaurus thôi các bạn. Ok. Rồi, thành công. Ê, vậy là chiến này
Chị Long hết FA rồi các bạn ơi. Ok, cái gì quan trọng thì mình ưu tiên trước đi ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu săn khủng long vua nha. Không có bắt giữ nữa đâu đó. Tại vì mình cần khá là nhiều những cái heavy ball luôn các bạn à. À, ở đây còn có cái núi lửa nữa nè. Hợp lý phết. Hình như đây là cái núi lửa đầu tiên mà mình phát hiện á các bạn à. Rồi, một xíu mình sẽ trở lại khu vực này để chúng ta triệu hồi khủng long nguyên thủy ha. Phát hiện đối tượng, phát hiện đối tượng. Bà Long này thích đu cây sao vậy? What the heck? Alright. Và mình đã săn được không biết bao nhiêu cái heavy ball đây. Chặt cái cây này trước cái đó. Mình sẽ được tổng cộng là... có 2 cái heavy ball thôi các bạn ơi. Khá là ít luôn nha. Ây, một xíu nữa mình mà gặp Atla Titan á, mình cũng có thể săn Atla Titan để chúng ta lấy heavy ball các bạn à. Thường thì Atla Titan sẽ cho mình nhiều xương hơn ha. Nhưng mà nãy giờ mình không có gặp thêm Atla Titan nè, mới khó hay chứ. Tiếp tục là một anh Long khác. Ui ui, anh Long này có vẻ hơi nóng tính nha. Từ từ. Mình sẽ bắn cung trước. Chúng ta có rỉa má trước cầm ơi. Ok, yếu chưa? Yếu, mình sẽ dùng kiếm mình farm. Hy vọng là sẽ ra nhiều cái xương hơn ha. Ui da, anh Long cắn. Ao. Dù khoảng cách. Rồi. Chỗ này là an toàn nè. Ui, bị cắn. Ao. Bất cẩn là bị cắn liền. Rồi, và... Ôi, lần này thì được 3 cái khúc xương các bạn ơi. Vậy là được 5 khúc rồi. Còn thiếu 3 khúc xương nữa mới đủ để chế tạo nha. Hay da. Ui. Hình như nãy giờ mình chưa test thử sức mạnh của Atla Titan đúng không nhờ? Ừ đúng. Hay là... mình sẽ cho Atla Titan ra. Sau đấy mình sẽ cưỡi Atla Titan và chúng ta chiến đấu với cả anh Long ha. Bây giờ nhưng mà phải đợi Atla Titan đẩy cái thanh tấn công cái đã các bạn ơi. Trong lúc chờ đợi chúng ta có thể bắn được không? Bây giờ mình không bắn được. Đứng trên lưng của Atla Titan mình không bắn được các bạn ơi. Yêu. Rồi. Chuẩn bị tấn công cực mạnh. Tới công chuyện. Ủa? Ủa? Không tấn công được. Úi dồi. Ê, vậy là Atla Titan chỉ có thể phá block thôi các bạn ơi. Chứ không có phụ mình tấn công được. Ê, vậy là đó giờ mình tưởng bỏ rồi. Bình tĩnh. Ây da, ao. Mình sẽ dùng cái 500 này để mình đẩy anh Long ra. Anh Long tấn công ghê quá. 500 đẩy không nổi các bạn ơi, anh Long quá nặng rồi. Ây da. Không sao. Mình sẽ dùng kiếm để mình săn anh Long. Ok. Và ui, được 3 khúc xương luôn. Yes. Vậy là chúng ta đã đủ những cái khúc xương nặng rồi. Nhưng mà hơi tiếc là chúng ta không thể nhờ Atla Titan chiến đấu nha. Ây da. Kế hoạch thất bại rồi các bạn à. Vậy là một xíu mình phải tự lực cánh sinh rồi đó. Căng nha. Rồi, tạm thời mình sẽ để Atla Titan vô trong thùng lại. Chứ không có phụ mình chiến đấu, mang ra ngoài cũng đâu có giúp được gì mình đâu. Tiếp theo thì mình sẽ đi tìm một ít cái quặng Amber. Oh my gosh. Uầy, mình lại gặp một Atla Titan khác các bạn ơi. Hả? Ok, mình bắt về luôn được. Ui, 2 Atla Titan luôn kìa. Wow. Nhiều vậy. Ok, mình đã bắt thêm được một Atla Titan nữa, ngon. Vậy là được một cặp luôn các bạn. Em ấy chứ. Mình sẽ tạm thời cất vô trong á, để kẻo quên. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử săn Atla Titan còn lại luôn coi. Để xem. Khi mình... Trời, da cứng lắm các bạn ơi. Mình cầm cung bắn không xuyên nổi luôn nè. Ê. Bắn vô phần người thì vẫn được nha. Ui da. Mình hơi sát hại khủng long một xíu nhưng mà mình sẽ thử coi. Một lần Atla Titan sẽ cho mình bao nhiêu khúc xương. Ui da. Thấy cũng tội các bạn. Ê. Đó, thấy không? Tới một lúc nào đó mình sẽ không thể tấn công được nữa các bạn ơi. Ui, bình tĩnh. Ây da. Ui, tấn công kìa. Wow, tấn công bằng đuôi các kiểu luôn á. Rồi, góc này có vẻ là mình bắn được nè. Ok, mình sẽ thử tranh thủ gây đam á. Ui da.
Quật 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 đuôi, quật đuôi. Trời, cứ lại gần là bị quật đuôi liền. Rồi xong phim. Và chúng ta sẽ farm được. Ủa? Ủa không có xương hả? Ở kia. Ui vậy mà trong đây bảo một lần rơi ra 5 khúc xương. Lừa rồi, là mình sát hại Atlatitan. Trời ơi. Ây da. Mình thiệt là kỳ cục quá. Quá là báo thủ luôn. Mà sẵn tiện hình như mình đang ở dưới lòng đất các bạn. Mình sẽ đi tới rìa của cái khu vực hang động nguyên thủy này. Chúng ta sẽ tới những cái hang lân cận ha. Để chúng ta săn cái quặng Amber. Rồi từ đó có được những cái được gọi là Amber Curiosity. Và chế tạo ra vật phẩm triệu hồi khủng long nguyên thủy. Ok, đó là cái bước cuối cùng thôi. Nên là tranh thủ nào các bạn. Làm riết coi. Mình rất là nôn để chiến đấu với cái con boss kia lắm rồi. Ồ, lại xuất hiện thêm Atlatitan này các bạn. Cực kỳ nhiều ha. À, nhưng mà không có gặp quặng Amber khúc này. Thế mới khó hay chứ. Đây rồi. Để coi được mấy cái Amber Curios. Ủa? Ê, hình như mình lộn các bạn ơi. Đáng lý ra là mình phải đi đào mấy cái này nè. Đó. Thì chúng ta sẽ có được Amber Curiosity. Trời ơi, chứ không phải là đi đào mấy cái quặng Amber kia. Hèn đấy thôi. Ok, rất là nhanh thôi. Và chúng ta đã có được đủ công thức để làm ra được Ominous Catalyst rồi. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã trở lại các bạn à. À, nhưng mà để đảm bảo an toàn cho người bạn của mình, đó chính là khủng long bay. Có gì thì một mình chịu trận thôi. Mình sẽ dẫn khủng long bay xuống dưới này. Sau đó đưa khủng long bay vô trong cái thùng ha. Rồi, tự làm tự chịu luôn đó. Xong phim. Trong ba lô mình đang là 4 nhóc khủng long ha. Việc của mình còn lại đó chính là khô máu với cái con khủng long khu vực này thôi các bạn à. Lần trước mình đã thất thủ rồi. Một mình không thể nào cân lại nó. Nhưng mà lần này với một cái áo giáp xịn hơn, một bộ giáp thì cũng tương đối là khỏe rồi. Ngoài ra mình còn có sức mạnh tinh thần khi đã mất đi một người bạn ở cái hang động này. Nên là mình mong là chúng ta sẽ chiến thắng và trả được mối thù ha. Ok, không dài dòng nữa. Triệu hồi liền luôn các bạn ơi. Ui à, ui. Wow. Gầm thét hả? Ui dạ, đánh mình dằn xuống luôn. Ui trời. Ghê vậy. Yêu, chưa gì mà đã đánh mình dằn xuống rồi các bạn ơi. Kinh thiệt. Ok, mình sẽ đánh vô phần mông á. Ây dạ, không được rồi, mình phải ăn trái táo vàng vô mới được. À. Trời đất. Cái nhung nham nguyên thủy này rất là khó chịu các bạn ơi. Mình sẽ bị hạn chế di chuyển ở trong này á. Ui nhưng mà mình đang gây được rất là nhiều sát thương nha. Mình vừa đánh mà vừa dùng khiên các bạn. Gần nửa cái máu rồi các bạn ơi. Ui. Tiếp theo khủng long nguyên thủy đang dùng đòn triệu hồi nhung nham hay sao á. Quá tuyệt. Ôi đau quá. Ý nhưng mà cái góc này mình gây được rất là nhiều đam lên khủng long nguyên thủy luôn nè. Ủa dạ. Mình phải đổi sang cái khiên bằng 500 mới được. Không biết cái khiên này có gây đam lên được. Ui có gây đam lên được khủng long nguyên thủy nha. Vừa đỡ mà còn vừa gây đam được nữa. Đây rồi. Ui hết đỡ được rồi, đổi khiên khác. Mình có tới tận 2 cái khiên lận các bạn ơi. Hơi lắc nha. Tại vì xung quanh mình toàn là nhung nham không mà. Nhưng mà sắp được rồi các bạn. Ui dạ, ê. Lại triệu hồi nhung nham hay sao vậy? Trời đất ơi. Lắc quá. Mình hiểu sao nãy giờ lắc rồi các bạn. Các bạn coi nhìn kìa. Xung quanh mình toàn là nhung nham thôi, trời ơi. Nhảy qua bên kia luôn. Ui kìa đây. À bắn nhung nham qua này. Ui mình phải giảm đồ họa xuống mức thấp nhất có thể thì nó mới đỡ lắc được các bạn. Ok. Và trận chiến sắp tới hồi kết rồi. Tranh thủ thôi. Lúc mà mình còn hiệu ứng kháng lửa các bạn, mình không còn nhiều thời gian đâu. Ui, một xíu máu nữa thôi. 30 mấy máu nữa hả các bạn? À, lắc quá. Mình không thể nào điều khiển được cái nhân vật của mình luôn á. A few moments later. Kết thúc đi. Ai? Tí nữa. 7 máu cuối cùng. Kết liễu. Yes. Hình như kết liễu rồi đúng không? Đây rồi. Mình đã mở được một cái thành tựu gì nữa kìa các bạn ơi. The end of the beginning.
À, đó chính là cái thành tựu mà mình đích tay, kiểu như kết liễu được Boss Lutrotosaurus á các bạn. Wow, phải công nhận là từ lần trước cho tới lần này thì lần nào đánh nhau cũng rất là lag các bạn ơi. Tất cả là do cái nhung nham nguyên thủy mà boss này tạo ra các bạn. Cực kỳ khó chịu luôn. Và để xem lần này cho mình bao nhiêu cái Tectonic Shack đây. Ui lần này có vẻ ít hơn rồi. Hình như là được 7, 8. Ồ, được 8 Tectonic Shack thôi các bạn ơi. Ồ, hơi đáng tiếc á. Nhưng mà không sao, có 8 Tectonic Shack cũng khá là vui rồi. Rồi, ở đây thì còn rất là nhiều block nữa nè. Đây là những cái khối magma nguyên thủy á, dùng để trang trí cũng tương đối ok ha. Và chắc bây giờ chúng ta đã có thể trở về được rồi. Và mình cũng thấy khá là vui vì mình đã trả được mối thù cho anh Long các bạn ạ. Lần trước phải mình mạnh như vậy, mình chiến đấu ha, kiên cường như vậy thì đâu có mất đi anh Long đâu. Ồ, nhưng mà giờ thì đã quá muộn rồi các bạn. Trở về nhà sau chuyến đi này chắc người vui nhất phải là chị Long các bạn. Tại vì bây giờ chị Long hết FA rồi. Lần này trở về nhà là một trận đại thắng. Thành thứ ra là mình sẽ tự thưởng bản thân nguyên một cái đùi khủng long siêu to khổng lồ ha. À quên, để em khủng long bay ra ngoài nữa chứ. Ok, và cạnh đó thì mình sẽ thả cả anh Long mới các bạn à. Từ từ. Có vẻ hơi căng nha. Tốt nhất là mình nên đứng ở trên mà thả đó các bạn ơi, cho nó an toàn. Chuẩn bị nha. Hey, ok, đập lên. Vậy chú chắc. Rồi, chuẩn bị. Ê, đừng có nhảy ra ngoài nha trời. Ê. Ôi thôi xong rồi, mình thả thất bại rồi các bạn ơi. Mình thả anh Long thất bại rồi. Úi dồi ôi, mệt quá. Nhà mình rào hết rồi các bạn, không sợ. Việc của mình bây giờ là cà khịa anh Long để cho anh Long chạy xuống đây thôi. Kìa, coi cả. Đúng rồi, xuống đây. Ê. Úi dồi. Cái giáo rồi, lấy cái giáo chọi anh. Hê, tức chưa. Lại đây, anh có ngon, anh lại đây. Anh có ngon thì anh lại đây với tôi. Hê. Ôi dạ, anh này lì phết các bạn ơi. Ây da, bị cắn rồi. Ui. Ây. Ây da, ô. Chui vô đây nấp. Ui. Ok, nhốt anh lại đi. Ồ. Hồi nãy mình thử mình thả anh ở dưới luôn các bạn thì không được. Mình mới thả ở trên nhưng mà thả ở trên cũng không xong. Ui da. Trời, bị cắn nữa. Để coi lần này kết quả có khác hay không đây. Đó, mình thả như vậy thì không được các bạn ơi. Nãy mình cũng thả gan gì nè. Đó, đâu có được đâu. Lần này chắc sẽ khác thôi. Ok. Đúng không? Ừ đúng rồi. Vậy đi. Mình dụ anh qua đây nữa là sao? Hình như... Ồ, rồi, ok. Thành công rồi các bạn. Có vậy thôi đó. Mà lại giờ là mình làm sao quần thôi chứ. Ok, ăn miếng nha. À, bên cạnh đó thì mình cũng mang về thêm được một Atla Titan nữa các bạn. Nhưng mà không phải hình dạng nguyên thể này, mà là hình dạng hiền lành ha. Ôi, lộn. Để mình thả Atla Titan hiền lành ra cái đã. Alright, được một cặp luôn nha. Và các bạn thích màu nào hơn? Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn dưới phần bình luận nha. Mình thì chắc là mình thích dạng nguyên thủy hơn các bạn. Tại có màu đỏ rất là đẹp luôn. Và khu vực này thì đang trống á, nên là mình quyết định sẽ đưa Atla Titan qua đây ở. Mặc dù... Atla Titan không giỏi bơi lắm nhưng mà không sao. Chỗ này cũng có chỗ băng vĩnh cửu á, nên là ngồi cạnh con thuyền mình nữa, nên là chắc Atla Titan cũng sẽ thoải mái ở khu vực này thôi. Hay, một ngày vất vả rồi. Tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn thôi các bạn à. Nhồng. Đã quá à. Nói chung thì hôm nay cũng rất là tuyệt vời ha. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như chúng ta sắm thêm cho mình một món giáp nữa trong set đồ Tectonic, đúng không? Mình sẽ làm liền cho mình một cái nón đi. Hiện tại mình thấy là cái nón này có vẻ là ngầu nè các bạn. Nó cũng cộng cho mình được 6 giáp. Nếu mà so với một cái nón kim cương coi, nó chỉ cho 3 giáp thôi các bạn. Tức là nó sẽ gấp đôi giáp luôn nha. Khá ngon đấy. Còn nếu làm cái quần thì sao? Cái quần cho 10 giáp, nó cũng chỉ hơn có 4 giáp à. Thế nên là hiện tại mình lựa chọn cái nón có vẻ là sẽ hợp lý hơn á. Ok,
Không biết khi đội vào thì trông mình sẽ như thế nào đây. Wow, 3 sừng các bạn ơi, bây giờ mình có tới tận 3 cái sừng luôn. Nice. Hiện tại mình đang thiếu cái ủng nè. Chắc là mình sẽ coi coi. Ồ, mình có cái ủng dư trong này. Mang vô luôn. Đấy, lượng giáp của mình cũng đã cải thiện lên được một xíu rồi đó các bạn. Và trong tương lai, mình còn phải triệu hồi và đánh Lutrotosaurus thêm cỡ 2 lần nữa, để chúng ta thu gom thêm mấy cái mảnh Tectonic Shack để làm full set giáp nữa. Và nói chung thì công việc hôm nay mình thấy cũng tương đối là hài lòng rồi các bạn ạ. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ có thể hồi sinh được nhiều loài khủng long hơn. Chứ ngày hôm nay là toàn là đi khám phá cũng như là làm đường ray các thứ hết cả một ngày rồi. Không có kịp hồi sinh thêm khủng long các bạn ạ. Và hy vọng rằng sắp tới chúng ta còn có thể khám phá được thêm nhiều hang động nữa. Không biết là còn có những loài khủng long nào đang ẩn mình ở dưới những cái hang động hay không đây. Câu trả lời sẽ sớm có ở những tập tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận á. Công Giới Ti xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.